Ban tổ chức tình ủy và tạp chí xây dựng đảng đã có buổi làm việc về việc phối hợp tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng đảng. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tổ chức tình ủy và ông Ngô Minh Tuấn, Tổng biên tập tạp chí xây dựng đảng đã chủ trì buổi làm việc. Mục đích chương trình phối hợp tuyên truyền giữa ban tổ chức tỉnh ủy Lâm Đồng và tạp chí xây dựng đảng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, sự đồng thuận xã hội về vai trò, vị trí công tác tổ chức xây dựng đảng của địa phương. Trong đó tập trung thông tin sâu rộng công tác cán bộ, việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội 14 của đảng, những kinh nghiệm trong công tác tạo nguồn, bố trí và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, phát huy và tạo lan tỏa mô hình mới, cách làm sáng tạo về xây dựng đảng, đặc biệt là củng cố tổ chức đảng cơ sở và nâng cao chất lượng đảng viên. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung phối hợp tuyên truyền thời gian tới. Lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy và tạp chí xây dựng đảng khẳng định Công tác phối hợp tuyên truyền được triển khai toàn diện và hiệu quả trong nhiều năm qua. Thông qua nội dung phản ánh trên tạp chí Xây dựng Đảng, chính là đường dẫn góp phần đưa nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn đời sống xã hội và sự đồng thuận quyết tâm của quần chúng nhân dân. Lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy đề nghị tạp chí Xây dựng Đảng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thông qua nội dung trao đổi thống nhất nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Lâm Đồng thời gian qua và giải pháp thời gian tới.